eBay là gì? Vì sao nên sử dụng eBay trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh sản phẩm số, sản phẩm giáo dục cho doanh nghiệp vừa và nhỏ? eBay là một giải pháp toàn diện về marketing. Đây là một sản phẩm của công ty Moboro, giúp bạn có thể dễ dàng xây dựng một hệ thống tiếp thị liên kết, hay còn gọi là affiliate marketing. Thay vì bạn phải trả một khoản phí rất là nhiều tiền cho quảng cáo để thu hút học viên, thì bây giờ chính với eBay, bạn có thể là từ những học viên cũ của mình và lan tỏa khóa học tới những học viên mới. Từ đó sẽ tạo lên một cộng đồng, hay còn gọi là mạng lưới thiết bị liên kết. Vì sao bạn nên sử dụng eBay cho lĩnh vực đào tạo, kinh doanh? Nếu bạn đang là một chuyên gia và bạn đang có những khóa học rất chất lượng. Tuy nhiên, có một số khó khăn mà các chuyên gia đào tạo và những người kinh doanh sản phẩm số hay gặp phải. Đó là phải chi rất nhiều tiền cho quảng cáo để thu hút học viên, bởi vì bạn không có hệ thống thu hút học viên khi tham gia khóa học, và cả những học viên đã quan tâm mà chưa tham gia khóa học. Và giải pháp cho tất cả các vấn đề trên đó là eBay của công ty Moboro. Thứ nhất, tạo phễu thu hút khách hàng tiềm năng. Với eBay, bạn sẽ tạo ra được hệ thống phễu marketing, cho phép bạn xây dựng một hệ thống thu hút học viên tiềm năng và thăm dò, tìm kiếm học viên tiềm năng thông qua hành trình tham gia khóa học. Tạo phễu quà tặng, ưu đãi để thu hút học viên tiềm năng, tạo danh sách học viên quan tâm đến khóa học. Thứ hai, xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin, triển khai khóa học mới, chuyển đổi từ học viên tiềm năng sang đồng hành chuyên sâu, phân loại học viên tham gia, lưu trữ thông tin, đo lường, đánh giá từng nhóm học viên để phục vụ tốt hơn. Thứ ba, chăm sóc học viên. Chăm sóc học viên không chỉ học viên đã mua tham gia khóa học, mà cả học viên đã quan tâm nhưng chưa quyết định mua. Việc chăm sóc này hoàn toàn tự động thông qua việc xây dựng các kịch bản email có sẵn và cá nhân hóa theo từng học viên và từng giai đoạn. Thứ tư, học viên giới thiệu học viên. Khi học, đồng hành, chúng ta wow cho học viên sẽ yêu quý khóa học, và cái gì họ thích rồi thì sẽ có xu hướng giới thiệu khóa học cho bạn bè, người thân. Học viên sẽ là người lan tỏa khóa học hiệu quả nhất. Học viên mới sẽ tin tưởng và tham gia khóa học một cách nhanh chóng. Member Get Member là một hệ thống giúp học viên trở thành đại sứ lan tỏa, kết nối khóa học thông qua cấp mã giới thiệu, ưu đãi cho học viên. Và tất cả những điều này sẽ trở thành một hệ thống khép kín, hoàn toàn tự động, giúp bạn có thể quản lý được công việc kinh doanh của mình trên eBay mà không cần quá nhiều nhân viên, thậm chí chỉ cần 1 đến 2 người. Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia cùng eBay? Link đăng ký mình để ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.